Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay là một ngày chủ nhật khá là đẹp trời các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ quyết định là thay chuồng nha, thay chuồng với lại cho con chuột mình nó tắm nắng một tí. Thì hiện tại là nắng buổi sáng nó mới vừa lên luôn nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem một tí nha. Đó, nắng mới vừa lên như thế này thì nó không có gắt lắm cho nên là mình có thể là phơi nắng cho mấy con chuột này của mình nó rất là ok nha. Còn các bạn muốn phơi nắng cho mấy con chuột thì các bạn cũng phải canh nắng nha. Canh nắng nó vừa lên buổi sáng như thế thì phơi cho nó rất là ok luôn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ là thay lót chuồng cho mấy con chuột này nha các bạn. Đấy. Thì sáng chủ nhật mình không có đi học cho nên là mình sẽ là chăm sóc cho mấy con chuột này nó kỹ hơn một tí. Đây là con vàng chanh cái nè, hai con vàng chanh đực ở dưới này nữa nha. Đó. Rồi bên này là con Bill huyền thoại nè các bạn. Đấy, con Bill huyền thoại giờ này ngủ chưa có thức đâu. Nó cái này nó ngủ kỹ lắm. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem con Bill huyền thoại nha. Đó. Lông nó vẫn màu trắng, vẫn đẹp như thường nha. Rồi và bây giờ mình sẽ đi mua thức ăn sáng nha các bạn. Rồi mình sẽ gọi là thay chuồng cũng như là cho mấy chuột này tắm nắng nha. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua đồ ăn sáng nha các bạn. Đó thì nói chung là mỗi buổi sáng thì ngày nào mình cũng đều đi mua đồ ăn sáng. Ăn xong rồi mình mới bắt đầu đi học hoặc là đi làm. Đấy. Thì đối với những ngày nào mà mình đi học á thì có thể là mình đi đi trên đường mình mua đồ ăn rồi mình đem vô lớp mình ăn luôn. Đó, cho nó tiện với lại tiết kiệm được thời gian. Còn hôm nay là chủ nhật cho nên là mình mới có thời gian rảnh vào buổi sáng như thế thì mình mới có thể là chạy đi mua đồ ăn rồi đem về nhà ăn. Hoặc là nếu như mà mình không đem về nhà ăn thì mình có thể ngồi ở quán ăn cũng được. Đó. Thì nói chung công việc mua đồ ăn mỗi buổi sáng thế thì nói chung là nó khá là khó khăn đối với mình. Đấy, không biết các bạn nào mà như mình không? Tại vì cái thứ nhất đó là dưới quê mình các bạn người ta bán đồ ăn rất là ít, bán đồ ăn sáng rất là ít với lại là không có đa dạng phong phú như là ở những cái thành phố lớn cho lắm. Đấy. Vì thế là đồ ăn nó tối ngày chỉ là cơm rồi hủ tiếu rồi mấy thứ đó thôi. Đó, cho nên nói chung là ăn hoài thì cũng ngán cho lắm. Đó, cho nên là mình không có biết sáng nay mình cũng chả biết ăn cái gì cả. Để mình đi vòng vòng thử xem có gì ăn không nha các bạn. Rồi và sau một thời gian đi vòng vòng như một cái con điên luôn các bạn thì cũng chưa có biết gì ăn. Thôi bây giờ mình sẽ quyết định đi mua một ổ bánh mì ăn cho nó gọi nha các bạn. Đấy, đi vòng vòng hoài hồi tốn điện lắm. Ok, bây giờ mình sẽ lại cái chỗ gần nhà mình mua một ổ bánh mì. Như bánh mì chỗ này bán cũng rẻ thôi các bạn, 10 ngàn hay là 15 ngàn chỉ một ổ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua rồi đem về nhà ăn nha các bạn. Và đây là cái ổ bánh mì của mình vào buổi sáng ngày chủ nhật hôm nay cùng với một ly nước lọc bình thường thôi nha các bạn. Đó thì cái ổ bánh mì này nãy mình mua là giá là 10 ngàn nha các bạn. Đấy, giá khá là rẻ luôn. Rồi thì bên trong này thì nó sẽ có thịt heo các bạn, thịt heo quay nè, chả lụa với lại ngò đó với lại nước sốt nữa nha. Mình thấy người ta chan thêm cái nước sốt vào nữa. Rồi, ở đây là một ly nước lọc để ăn bánh mì phải có nước uống các bạn, để thôi ăn không nổi đâu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha, ăn bánh mì này cho nó nhanh nhanh một tí, tại vì nắng thì mình sợ nắng lên cao quá thì nó sẽ khá là gắt. Đó, mình sẽ ăn xong rồi mình sẽ cho mấy con chuột phơi nắng một tí nha các bạn. Rồi và sau một thời gian ngắn thì mình cũng đã xơi xong con bánh mì. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vào trong đi thay chuồng cũng như là cho con chuột mình nó phơi nắng nha. Đấy, thì chủ nhật nói chung là buổi sáng chủ nhật rảnh thì mình sẽ chăm sóc con chuột mình nó kỹ hơn.
Rồi và cuối cùng thì mình cũng đã vệ sinh xong để thay mùn cưa mới cho mấy con chuột này hết rồi nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây một tí và mình sẽ đem ra ngoài nắng để mình phơi nắng cho nó nha các bạn. Đó. Thì mấy con này thì mình lại lấy chén ăn nè, để chén ăn đồ mình lấy ra hết nha. Với lại bình nước đồ mình lấy ra hết luôn. Queo đồ thì con bia đồ á, queo của mấy con bia đồ thì nói chung mình còn sạch cho nên mình không có lấy. Đây, bình nước mình lấy ra hết rồi. Đó. Còn queo nào mà còn sạch đó thì mình không có lấy, còn queo nào mà hơi dơ dơ đó thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ rửa nha các bạn. Ok. Rồi thì mình sẽ đem nó ra ngoài này nha, ra ngoài chỗ nắng này nè. Đấy. Và cho nó phơi nắng ở đây một tí. Để mà nó có thể gọi là khỏe hơn. Một tuần các bạn nên cho nó phơi nắng một lần thì nó sẽ khỏe hơn, cũng như là hamster của bạn nó sẽ gọi là lanh lại hơn một tí. Đó, mình sẽ để ở đây nha. Phơi nắng khoảng 5 phút nha các bạn. Mình sẽ đem nó vào. Rồi còn ở trong này á, thì mình đã lấy ra chén ăn nè, bình nước cũng như là một vài chiếc queo đồ mà nó khá là dơ đó. Mình sẽ đem ra và rửa nha. Rửa bằng xà bông rồi mình sẽ phơi nắng lại cho nó sạch sẽ, của mình sẽ để vào cho mấy con chuột nó chơi nha các bạn. Thì đồ chơi đồ mà nó sạch sẽ thì mấy con chuột của bạn sức khỏe nó sẽ được nâng lên nha, tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Đó, các bạn lưu ý điều này giùm mình. Ok thì mình cho mấy con chuột của mình nó phơi nắng khoảng 5 phút rồi mình đem vào nè các bạn. Đó, thì nói chung là mấy con chuột này nó dảnh bốn cái chân lên nó ngủ hết luôn các bạn ơi. Đấy, con sóc nè, vằn chanh rồi nó cũng ngủ hết luôn rồi. Đấy. Con bia nó đang tìm kiếm cái gì nè các bạn. Đó, nó đang hửi hửi nó kiếm gì đó. Thì nói chung thì một tuần á thì các bạn rảnh cái ngày chủ nhật đó đúng không? Thì các bạn mình khuyên các bạn nên là đem mấy con chuột này ra vệ sinh chuồng, đó cũng như là cho nó phơi nắng khoảng 5 phút thôi nha. Khoảng 5 phút thôi là vừa. Và các bạn lưu ý là lựa những cái nơi mà nắng nó nhẹ thôi nha. Đấy, và các bạn phơi nắng buổi sáng giùm mình. Nắng nhẹ buổi sáng, lựa nơi mà nắng đừng có gắt quá. Đó, các bạn cho nó phơi 5 phút thì nó sẽ đảm bảo được sức khỏe của mấy con chuột của bạn hơn. Đồng thời thì ánh nắng thì nó có thể là diệt một số loài vi khuẩn ở trong cái chuồng của con chuột của bạn á. Đó, ở trong chuồng con chuột của bạn thì nó đi vệ sinh trực tiếp luôn mà, cho nên là chắc chắn là nó sẽ có vi khuẩn. Vì thế là các bạn cho con chuột nó đi tắm nắng một tí. Còn chén thức ăn với lại queo rồi thì mình để ngoài này, mình rửa xà bông sạch rồi nè. Đó, mình rửa nước rồi rất là sạch luôn. Mình để đây cũng phơi nắng luôn nha, phơi nắng cho nó thiệt là sạch. Đó, rồi mình sẽ ráp vào và để thức ăn vào cho nó ăn bình thường thôi. Đó. Rồi, và video hôm nay thì mình làm một cái video chăm sóc mấy con chuột của mình vào ngày chủ nhật. Đấy, một ngày chủ nhật rảnh rỗi thì mình sẽ làm những công việc như thế này. Đó, và các bạn thấy ok thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách của mình. Đó. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh YouTube bé của mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.